giáo vi phong, giáo chất cực, ngày thật chất. Chết rồi mà không, anh còn sống. Anh thật sự còn sống đây. Không có đâu, đây chỉ là ảo giác thôi, mày mệt quá rồi. Hoàng ơi, bình tĩnh lại. Minh Hoàng, đây chỉ là ảo giác. Đó không phải là ảo giác. Đây chỉ là anh vẫn còn sống thật mà. Em nghe anh nói đó. Không, không phải ảo giác đâu. Minh Hoàng, anh là Minh Huy đây. Đây nữa, em nhìn đi. Em cũng có một cái như vậy đúng không? Đúng là vui vậy. À, anh đây. Anh vẫn còn sống.
là Minh Huy rồi. Anh ơi, anh về với em. Anh Hai. Anh Hai. Tôi nghe. Làm tới đâu rồi? Thằng Quang đã vô nhà chơi sinh. Tôi đang ở ngoài theo dõi nó đây. Nó vô trong đó bao lâu rồi? Chừng 5-7 phút gì đó. Cái gì? Đồ ngu. Vô trong đó kiểm tra lại liền coi. Nhanh. Tôi biết rồi. Anh ở đâu từ đó tới giờ vậy? Tại sao anh không liên lạc gì với gia đình? Sau vụ tai nạn đó anh không nhớ gì hết. Không sao hết. Mọi chuyện đã qua rồi. Bây giờ anh phải, em phải làm sao? Bây giờ em làm gì vậy? Bây giờ... Đúng rồi, em sẽ đưa anh về với mẹ liền. Không, không phải là bây giờ. Tại sao? Không thể nào để cho ai biết anh còn sống được. Nhưng mà tại sao? Nó sẽ làm nguy hiểm tới anh. Mời các anh. À, mời. Thật sự anh còn sống sót tới bây giờ là nhờ một người bạn thân của bà đã cứu mạng anh. Một người bạn của bà hả? Là ai? Nhưng chuyện đó cũng không quan trọng nữa. Quan trọng là anh đang có mặt ở đây trước mặt em. Anh phải biết là tất cả mọi người trong nhà đều nghĩ là anh đã chết cùng ba và tai nạn năm đó rồi. Từ từ anh sẽ kể cho em nghe tất cả mọi chuyện, nhưng không phải ở đây. Bây giờ mình tới ngôi nhà Quang gần Mỹ Hòa đi. Ở đó an toàn hơn. Dạ. Sao thằng Hoàng đi lâu quá? Thôi, anh tiếp tục đi. Con có bị sao không? Nhìn mặt con xanh quá. À, con thấy không khỏe một người thôi. Con bệnh à? Dạ. Chắc con bị trúng gió rồi. Con thấy không ổn lắm. Thôi mọi người cứ tự nhiên nha. Con xin phép mình về trước. Chào cậu sang nha. Dạ, con xin phép. Thôi, mời canh. Cứ dùng tiếp đi nha. Mà. Mời các anh.
Chụp cho con tấm hình giống nhã lan đi mẹ. Em muốn chụp chung có anh Minh Hoàng. Để anh đi kiếm Minh Hoàng. Đi kiếm Minh Hoàng đi con. Mẹ, Nhã Lan. Ủa Minh Hoàng, Minh Huy đâu con? Dạ em đâu có biết. Minh Huy đi kiếm con mà không gặp nhau hả? Dạ không. Có anh Minh Hoàng đây à, anh Minh Hoàng chụp hình với em nhé. Để mẹ chụp cho. Rồi, cười nghe. 1, 2, 3. Một kiểu, cười lên con. Rồi, thêm một kiểu nữa nè. 1, 2, 3. Đó, đẹp quá. Thank you.
sao tôi gọi bà hoài không được? Có chuyện gì hả? Trưa nay ở nhà hàng mình thấy anh Hoàng. Thấy gì? Anh Hoàng sao hả? Mình thấy họ ôm nhau, hôn nhau. Mình đã thấy hết rồi. Bà có đang bình tĩnh không đó? Bà đang nói giỡn với tôi hả? Chuyện này mà giỡn được hả? Anh Hoàng, anh ấy có người phụ nữ khác rồi. Anh ấy vừa ăn trưa với mình để đi với người ta. Tiểu Tam hả? Bà có nhìn thấy mặt không? Mình chỉ nhìn thấy đằng sau. Nhưng mà chắc là người mẫu trình diễn show lần này nhìn dáng cô ta đẹp lắm. Rồi bà tính sao? Mình sẽ ly dị. Giữ một người thì rất dễ, nhưng giữ một trái tim không thuộc về mình thì rất khó. Mình chấp nhận thua cuộc rồi. Bà chắc chắn chưa? Rồi. Chờ em lâu không? Không, em đợi anh 20 năm nay rồi. Để em nhìn anh. Đẹp trai đó, nhưng mà thua em chút nha. Anh không nhớ gì hết. Anh không nhớ gì sao? 20 năm trước, anh và ba bị tai nạn giao thông. Dạ, người ta tới hiện trường chỉ thấy xác ba thôi, anh thì mất tích rồi. Tất cả mọi người đều tin là anh đã chết. Còn mẹ sao? Mẹ khóc nhiều lắm. Mẹ buồn vì không thể tìm được xác anh. Nhưng em thấy lúc nào hình bóng của anh cũng trong tâm trí của mẹ. Tệ thiệt. Anh không thể nào nhớ được mặt của mẹ. Nhưng bây giờ chuyện đó không quan trọng nữa anh. Bây giờ anh em mình gặp nhau rồi, em sẽ đưa anh về và gặp mẹ ngay lập tức. Bây giờ nhà mình còn có Nhã Lan nữa. Nhã Lan? Nhã Lan? Nhã Lan nào? Anh không nhớ Nhã Lan. Em xin lỗi. Em, anh, Nhã Lan và Bảo Bảo, bốn đứa mình cùng chơi chung với nhau. Anh thích chơi với Nhã Lan, còn Nhã Lan thích chơi với em. Giờ bây giờ đó là vợ em rồi. Vậy hả? Chúc mừng tụi em nha. Tôi thấy thằng Hoàng đang nói chuyện với thằng Huy. Vậy thì xử nó luôn đi. Gọi cho tôi làm cái gì? Tôi biết rồi. Anh tìm được em đúng là một phép màu. Nhưng tại sao anh tìm được em? Một người bạn của ai đã giúp anh? Anh cũng không ngờ mình có một gia đình và có một đứa em sinh đôi như vậy. Em cũng vui lắm. Hồi nãy lúc em lạnh hả? Dạ. Khoác cái áo của anh đi. Thôi anh không sao, anh quen rồi. Anh là dân biển mà. Bây giờ cho anh tắm biển từ đây tới sáng cũng không sao. Cảm ơn anh. À mà anh, hồi nãy trong nhà hàng anh nói anh đang gặp nguy hiểm mà sao em không hiểu? Chuyện dài lắm anh.
Đợi ông Vũ tới, ông sẽ nói cho em biết. Ông Vũ nào? Ông Vũ là một người bạn của ba, đã cứu sống anh. Ông tới rồi, để anh ra đón ông. Dạ. Ở đây đợi anh nha. Đi nhanh nha anh. Alo, ông đang ở đâu vậy? Ở rồi. Đang đứng ngay cái cổng nè. Được rồi, tôi ra liền. Linh Hoàng này ở trọng á, nó có nhiều điều cần ông phải giải thích lắm. Đi. Ê, xe ông đó hả? Hả? Ông đi xe hả? Có phải xe tôi. Mở mắt ra đi em. Hoàng ơi, mở mắt ra đi em. Anh đây. Em không sao đâu Hoàng ơi. Anh đây. Hoàng ơi. Trời sao em nữa nha. Không. Anh đây. Anh đây. Em. Em. Quay. Đố mẹ bắt được con. Minh Huy à. Minh Huy ơi. Được con. Đừng bỏ mẹ mà. Minh Huy à. Đừng bỏ mẹ mà. Minh Huy. Em không sao chứ? Em của cậu nó chết rồi. Anh sẽ trả thù cho em.
sẽ trả thù cho em. Nếu thật sự cậu muốn trả thù và tìm ra hung thủ thì chỉ còn cách duy nhất, cậu phải là Minh Hoàng. Ngay bây giờ cậu phải hóa thân thành em trai của mình và sống cuộc đời của Minh Hoàng cho đến khi hung thủ được tìm ra. Là sao? Kẻ giết nhầm Minh Hoàng cũng chính là kẻ đã sát hại cha của cậu. Bởi vì chính cậu mới là sự chọn lựa của tụi nó. Kể từ giờ phút này, cậu không còn thời gian để chần chừ nữa đâu. Cậu không còn là Minh Huy nữa, cậu phải là Minh Hoàng. Cậu không nghe câu nói cuối cùng của em cậu hay sao? Nó sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Cậu không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Nếu như thật sự cậu muốn giữ lời hứa với ba và em trai của cậu. Sao? Bây giờ cậu có thật sự can đảm để tiếp tục cuộc đời của Minh Hoàng hay không? Anh sẽ truy tìm một thủ phạm và bắt nó phải đền mạng. Mạnh Gia. Đạt ơi! Ôi! Đạt! Anh Quý! Sao anh đi đường này? Ước hết rồi đi vô nhà nói chuyện. Kệ đi! Tao có chuyện quan trọng cần nhờ mày giúp nè. Chuyện gì? Tụi khánh xèo nữa đúng không? Không phải! Tao vừa phát hiện ra một chuyện quan trọng đối với cuộc đời của tao. Và tao cần phải biến khỏi đây một thời gian. Mày hiểu chưa? Anh nói gì vòng vòng không, mà không, em không hiểu gì hết à? Mày không cần phải hiểu, mày chỉ nghe, biết như vậy và giữ bí mật cho tao. Tuyệt đối không được nói ai, kể cả ba mẹ và Hảo An. Hiểu chưa? Nếu như tao có chuyện gì xảy ra, mày chăm sóc ba mẹ với Thảo An giùm tao nha. Không, có chuyện gì đó, anh phải nói ra để cùng nhau giải quyết chứ. Đạt, bây giờ mày có giúp tao không? Em giúp. Cảm ơn mày. Thảo An thật là may mắn khi có một người tốt như mày thương. Thôi, bây giờ tao phải đi rồi. Khi nào tao quay lại, tao sẽ kể tất cả mọi chuyện cho mày nghe. Giữ gìn sức khỏe nha. Nhớ chăm sóc ba mẹ tao. Cảm ơn mày. Anh Quý. Chờ gì nữa? Ông thấy cách này được không vậy? Lỡ mọi người biết tôi người lạ rồi sao? Cậu không thể nào trở thành người lạ trong chính căn nhà của mình được. Nhớ cho thật kỹ, không được để bất cứ một ai biết được thân phận của mình. Nhớ chưa? Vô đi. Cậu mới về. Cậu Quang. Dạ. Có sao không? Tôi không sao. Chị khỏe không? Hả? Cậu hỏi tôi hả? Ừ. Khỏe. Xưa giờ tôi vẫn vậy. Cảm ơn cậu nha. Cô Nhã Lan ở trên lầu á cậu. À, tôi lên lầu trước. Dạ. Cậu lên đi.
Nhã Lan, Nhã Lan. Nhã Lan. Tụi tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Anh tưởng tôi khờ để mất, không biết anh đã làm gì sai lầm tôi hả? Đồ dối trá. Có chuyện gì thì mình từ từ nói được mà em. Anh đừng có đóng kịch nữa. Anh đã phản bội tôi. Đồ tôi. Nhã Lan, bình tĩnh lại. Đến bây giờ tôi vẫn không thể hiểu tại sao anh lại có thể ngoại tình. Anh tránh ra đi. Và đừng có chạm vào người tôi nữa. Tôi thấy ghê tởm anh. Nhã Lan ơi, mở cửa ra có gì từ từ mình nói chuyện. Nhã Lan à, anh từng là tất cả đối với tôi. Nhã Lan ơi, là người đồng hành với tôi suốt 20 năm qua. Nhưng mà bây giờ anh chẳng là gì đối với tôi hết. Anh xin lỗi. Nhã Lan, mở cửa đi em. Có gì mình từ từ nói chuyện. Em, anh không biết chuyện gì hết. Dù có chuyện gì xảy ra thì cũng phải nói cho anh biết chứ, đúng không? Em à, mở cửa đi, đừng... Làm ơn để cho tôi được yên. Em cứ ở đó đi. Anh sẽ ở ngoài này. Cần gì thì cứ kêu anh. Cái gì mà mẹ nghe tiếng ồn ở trong phòng vậy? Tranh thủ xuống ăn sáng còn đi làm nghe con. Dạ. Hôm qua mày nằm mơ gặp anh con về. Nó mặc bộ đồ học sinh đồng phục lúc nhỏ. Mà nhìn xuống chân không có mang giày gì hết á. Minh Hoàng. Dạ, vậy hả mẹ? Mẹ thấy hai đứa chơi năm mười với nhau rất là vui, như lúc nó còn sống vậy. Mẹ ước gì được ôm anh của con một lần nữa. Mẹ nhớ nó lắm. Minh Hoàng nè. Dạ. Có nghe mẹ nói không? Con hôm nay làm sao vậy? Có chuyện gì à? Con ổn mà mẹ, con bình thường.
Dạ, con chuẩn bị đồ ăn xong rồi, mời cả nhà ăn sáng. Ừ. Chào cả nhà. Dạ. Cả nhà ăn sáng thôi. Chỗ của mẹ con mà. Dạ con biết chỗ của mẹ con chứ, nhưng mà con muốn ngồi ở đây để con hưởng một chút may mắn của mẹ con đó mà. Dạ. Thôi để con ngồi đi. Ý cậu Quang, cậu Quang. Ủa, cậu đâu có thích uống trà? Mỗi khi á, cậu hay uống cà phê mà. Trà này á, tôi pha cho bà chủ á. Dạ, cà phê của cậu nè. Tôi cũng đâu có thích uống trà. Tôi biết của mẹ tôi mà. Tại con đang khát nước quá. Cà phê của tôi. Dạ. Cảm ơn chị. Dạ, mời mọi người ăn sáng. Dạ, con pha trà khác cho bà. Mẹ hả? Dạ Lan à, ngày hôm qua có chuyện gì phải không con? Thằng Hoàng nó lại làm chuyện gì nữa rồi hả? Mẹ, đừng nói chuyện này qua điện thoại. Giờ con không còn lòng dạ nào để kể nữa. Nhưng mà có chuyện gì con phải nói cho mẹ biết chứ. Con không sao đâu, khi nào gặp mẹ con sẽ nói. Mẹ lo cho con lắm. Cho dù chuyện tốt hay xấu, con cũng phải nói cho mẹ nghe. Nhất là chuyện ngày hôm qua đó. Dạ Lan. Dạ Lan à. Dạ Lan. Con sẽ gọi lại cho mẹ sao? Cô gái trong hình này là ai? Là ai hả? Anh đã lừa dối tôi trong bao lâu rồi? Hồi nãy mẹ nghe hai đứa cãi nhau ở trên lầu, có chuyện gì nghiêm trọng không con? Dạ không. Hôm nay công ty có buổi trình diễn rất là quan trọng, vậy mà nó khéo chọn ngày để cãi nhau ghê. Nó có vấn đề gì hả? Hai đứa đã quề với nhau chưa? Dạ rồi. Hả? Con đã thỏa thuận ổn thỏa với mình đối tác chưa vậy? Dạ rồi. Dượng cũng không muốn có sơ suất gì cho tới khi hợp đồng được ký kết. Dạ. Anh yên tâm đi, con trai của em á luôn cẩn thận trong công việc mà. Thì anh luôn tin con mà. Dạ. Anh Tùng. Gì vậy? Bữa nay á chắc trời mưa lớn lắm luôn á nha. Cái gì vậy trời? Trời đang nắng đẹp vậy tự nhiên trời mưa là sao? Hồi nãy á tự nhiên cái còn Hoàng hỏi tôi có khỏe không. Bây giờ không thèm uống cà phê như mọi khi luôn. Còn không có thích mùi lài, vì mà bưng ly trà lài lên á, còn uống cái ọt. Rồi còn nói cảm ơn tôi nữa chứ. Anh thấy lạ không? Thiệt hả? Thiệt. Kỳ vậy ta. Tôi cũng biết làm sao nữa. Chuyện này lạ lắm mà nha. Mẹ ăn sáng đi mẹ. Nay ghe cá về nhiều, mình ăn còn ra cho sớm. Mẹ không tâm trạng ăn uống hay làm được cái gì hết á. Mẹ thật sự lo cho anh con lắm luôn á. Trời ơi, cưng quá, thương quá. Đâu phải con ruột đâu mà cưng dữ vậy. Ông có phải ba nó không vậy? Làm sao không lo được chứ. Tôi sợ xảy ra chuyện gì nè. Lo lắng thấy quá quá à.
Nó ham chơi đâu đó rồi nó về vợ mà. Nó không phải là ông đâu, ở đó mà ham chơi. Từ trước tới giờ chưa bao giờ đi qua đêm không điện thoại báo tôi biết. Tôi sợ chuyện gì không hay xảy ra với nó đó. Tôi cũng cảnh báo ông biết nha, tôi cấm ông gây rắc rối cho nó đó. Gì? Tôi gây rắc rối gì cho nó? Bà thiệt tình vô duyên. Xin hỏi đây có phải nhà của anh Lương Minh Huy không ạ? Dạ đúng rồi. Dạ. Cô là gì của anh Minh Huy? Dạ tôi là mẹ của ông Huy. Mà xin lỗi, mấy anh kiếm con trai tôi có chuyện gì không vậy? Chúng tôi rất tiếc phải báo với gia đình một tin, anh Minh Huy đã bị người ta giết chết. Cha Tư là một tay mê cờ bạc. Mấy năm nay thằng Huy vừa học đại học, giờ phải làm việc ở ngoài cảng tàu để nuôi mẹ với một đứa em gái nữa. Anh đã nói gì với họ chưa? Chưa. Tôi nghĩ là cần báo cho ông biết trước. Có thể là họ đã gặp và biết thằng cha Vũ đang ở đâu á. Anh tới đó điều tra giùm tôi liền đi. Ngày trời bừng nắng để tôi cảm nhận còn đó yêu thương, giờ đã mất đi theo ngày đông u ám. Nắm lấy đôi tay của tôi, khoảng cách sẽ không còn quá xa xôi. Hẹn nhau một ngày, hãy đến ôm tôi ngày trời bừng nắng, sưởi ấm lòng tôi lạnh giá lâu nay. Để khóa môi tôi nụ cười rạng rỡ, thế giới tôi vẫn thường mơ, ở xung quanh tôi đầy ấp yêu thương. Ở đó những con tim, hãy đến ngày trời bừng nắng, sưởi ấm lòng tôi lạnh giá lâu nay. Để khóe môi tôi nụ cười rạng rỡ, thế giới tôi vẫn thường mơ, ở xung quanh tôi đầy ấp yêu thương. Ở đó những con tim luôn luôn chân thành. Năm ngư ớt tỏi Lý Sơn mới với 100% tỏi Lý Sơn.